chú và anh chị có mặt tại buổi hôm nay ạ. Hôm nay đi đường thì rất là lạnh, nhưng mà vào trong căn phòng sẽ cảm thấy rất là ấm áp ạ. Cháu xin gửi tới tất cả các cô chú và anh chị ca khúc Không Còn Mùa Thu ạ. Đường ta đã đi chim khuất chân trời, đường ta sẽ...